Chào các bạn đã đến với kênh Bé Ba Lê của mình nha. Để xem hôm nay trong khu vườn mình có những gì đây. Nó chạy cá trong cái bệnh này luôn các bạn ơi. Mà sao anh để cái bệnh ở đây vậy ta? Kỳ ghê luôn á. Bỏ cái bạn cá này quá à. Ôi đây là mấy bạn cá chết đúng không mấy bạn? Trời ơi còn mấy bạn đâu quá. Để mình mở cái bịch này ra cho mấy bạn xem thử nha. Trời ơi nhiều bạn cá chết quá mấy bạn ơi. Chắc là mình phải giải cứu mấy bạn đó thôi, chứ không là tội nghiệp mấy bạn đó lắm mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ cho mấy bạn cá này qua cái khẩu nhà mình nha mấy bạn. Đây, đây là mấy bạn cá hồi nãy giờ nè mấy bạn ơi. Ồ, đây. Mấy bạn nó còn ở trong bịch nè. Để giờ mình sẽ cho các bạn nó ra khao trước nha, rồi xong thì vào hồ sau nha mấy bạn. Đó, đã rơi chưa? Mình sẽ cho các bạn nó ra khao từ từ nha. Ồ, các bạn nó tự bơi ra kìa mấy bạn nhìn thấy không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Nhìn đẹp ghê luôn á mấy bạn ơi. Có một bạn cá màu vàng nè, một bạn cá màu vàng nữa và một bạn cá màu vàng. Tổng cộng là mình sẽ có 3 bạn cá màu vàng đó mấy bạn. À thêm bạn cá trắng này nữa dễ thương quá mấy bạn ơi. Đây là cái thau cá mình mới đổ ra nè mấy bạn. Bây giờ chắc là mình sẽ cho mấy bạn cá này vào cái hồ nha. Giờ thì mình sẽ vớt từng bạn cá thôi. Các bạn thích bạn cá nào nhất mình sẽ vớt đầu tiên nha. À cái bạn cá vàng to này là to nhất nè. Mình sẽ vớt đầu tiên các bạn đó nha mấy bạn. Cái vây của bạn đó đẹp ơi là đẹp luôn á. Rồi bao cho vào cái hồ này nha mấy bạn. Cái hồ này mình thấy chưa có cá luôn nè. Rồi đầu tiên là bạn cá vàng này. Hình như bạn cá này là cái chép phải không mấy bạn. Rồi bạn cá bơi xuống rồi kìa mấy bạn ơi. Nhìn đẹp quá à. Đó. Rồi tiếp tục nha. Bạn cá màu trắng này được không ta? Bạn cá màu trắng này hình như giống với bạn cá màu vàng hồi nãy luôn đó. Nhưng mà bạn cá trắng này hình như có vẻ ốm hơn đó mấy bạn. Rồi cho bạn luôn. Bạn nó bơi đã rồi. Hai bạn cá bơi chung nhau luôn nè. Wow. Rồi tiếp theo sẽ là một bạn cá màu vàng. Rồi cái bạn cá màu vàng này nhỏ xíu xíu rồi mấy bạn. Ốm nhau ốm nhách luôn. Ốm hơn hai bạn cá hồi nãy nhiều đó mấy bạn. Trời. Rồi bạn nó nhảy xuống nước luôn rồi mấy bạn. Bạn cá nó bơi dữ chơi luôn á. Rồi tiếp tục là bạn cá màu vàng hơi bự bự nè. Bạn cá này cũng bự như bạn cá vàng hồi nãy luôn đó mấy bạn. Ồ bự bằng cái tay mình luôn rồi. Dài nữa nè. Đó bạn nó vẫy ghê luôn chưa đó. Bạn cá này hồi nãy nãy giờ bạn nó rất là bơi bơi dữ dội luôn đó mấy bạn ơi. Rồi bây giờ tổng trong hồ của mình là 4 bạn cá đó mấy bạn. Mà cái hồ này như nó ít cá quá con mấy bạn. Để xem mình qua bên đây mình cho mấy bạn xem cái hồ nhiều cá của mình nha. Đây cái hồ này của mình quá trời cá luôn mấy bạn ơi. Đây ủa mấy bạn có biết mấy bạn cá là bạn cá gì không? Đấy dễ thương ra chưa. Bum 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 bum. Bạn đang nhảy xuống nước luôn rồi. Đã ghê ta. À bây giờ mình sẽ dùng cái thau này mình múc nước ra, mình vớt mấy bạn cá này ra cho các bạn xem thử nha. Rồi mình sẽ múc cái thau như đây nước thôi nha mấy bạn. Mình sẽ để dưới đất đây. Rồi tiếp tục mình sẽ bắt mấy bạn cá này thôi. Được, cái bạn cá này vô cái rau đỏ đỏ này không có thấy gì hết trơn luôn mấy bạn ơi. Chắc là mình bắt bạn đó qua nha. Đó 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 đó. Lóc ghê chưa ghê chưa. Bóp. Đẹp quá. Wow, mình mới vào nhà đổi thành cái rổ màu trắng cho dễ thấy nè mấy bạn. Để bây giờ mình sẽ bắt nha. Wow, mình mới vớt vào được một bạn cá ba đuôi rồi. Cưng ơi không chưa. Để mình bắt tay nha. Đây, đây nè mấy bạn. Đã quá à. Rồi mình sẽ cho bạn cá ba đuôi này vào cái thang của mình luôn. Wow, bây giờ mình được hai bạn rồi mấy bạn ơi. Mình sẽ bắt hết cái hồ này luôn nha. Một lần mình vớt được mấy bạn đây. Tí một bạn thôi à. Đây, đó bạn nó bơi đã rơi chưa mấy bạn. Vào hồ nha. Và cái thau của mình đã rơi luôn á nè. Thôi mình sẽ chắc là mình sẽ cho cái thau này vào trong đây luôn nha. Hồng nước luôn nha mấy bạn. Đó cho nó nổi lên trên gì nè. Mình sẽ dễ bắt hơn. Nó nhỏng bé mấy bạn ơi. Rồi mình để nhiên một chút nha. Mình ướt nước mà chắc là không có nhỏng nữa đâu ha. Tiếp tục nha mấy bạn. Rồi thêm một bạn nữa nè mấy bạn ơi. Dễ bắt lắm luôn á. Mấy bạn cá này dễ bắt lắm nè mấy bạn. Đây cái bạn cá này á u luôn à. Đó bây giờ mình được 4 bạn rồi nè các bạn ơi. Tiếp tục nha. Đâu đâu nữa rồi. Đâu hết mất tiêu rồi. Có cái lông gà thì kỳ ghê luôn á mấy bạn. Nó vô nước nó làm nhũng luôn rồi nè. Mình sẽ dục ra nha. Mình bắt bằng tay thử xem coi có được không nha mấy bạn. Bắt bằng tay mà được luôn nè mấy bạn ơi. Đây 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 đây. Lóc chơi chưa
giờ bị nó bơi dữ lắm đó. Ý, mấy bạn này không biết là trống hay là mái nữa bạn ơi. Mình cứ nuôi vậy thôi chứ mình cũng không biết luôn nè. Bạn nào có kinh nghiệm nuôi mấy cái này thì chỉ mình nhé nha. Rồi tiếp theo hết rồi hả ta? Không thấy bạn cá ba đuôi nào nữa vậy mấy bạn? Rồi để xem sao. Kiếm ơi, kiếm cùng mình nha. Rồi mình hết thấy luôn rồi. Ở đâu rồi ta? Hết rồi mấy bạn ơi. Rồi hết luôn rồi. Ở đây còn mấy bạn cá vàng vàng này, mình sẽ vớt hết vô luôn nha mấy bạn. Tính ra mấy bạn cá vàng vàng này khó vớt hơn đó. Wow, mình đã vớt được một bạn rồi nè. Đây là một bạn cá gì vậy ta? Hình như đây là bạn cá mái phải không mấy bạn? Để mình cho bạn cá vào đây luôn nha. Bạn cá màu vàng vô cái thau màu xanh của mình, cộng với mấy bạn cá ba đuôi màu đỏ đẹp quá mấy bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn cá ba đuôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm mấy bạn cá màu vàng nữa nha. Đây, bạn cá màu vàng nè mấy bạn. Nè nè mấy bạn ơi. Mình cho một nước vào đây nha. Rồi nè mấy bạn, mình đã nhìn mấy bạn, nhìn mình nó bơi nè. Bơi ra rồi. Rồi tiếp tục nha. Còn một cá bạn đây nè. Hello hello, xin chào. Có bạn cá đỏ này dễ thương lắm nè mấy bạn. Đây bạn cá đỏ đây nè mấy bạn ơi. Vào luôn nha. Rồi bơi thiệt là bơi, bơi nhanh quá à. Rồi bạn cá màu vàng này. Rồi cuối cùng cũng đã vào tay mình rồi nè mấy bạn. Hình như đây là bạn cá vàng mái phải không mấy bạn? Ơi, hình như ở đây mình sẽ có một bạn cá trống và hai bạn cá mái phải không ta? Đây bạn này là bạn trống hay bạn mái vậy mấy bạn? Hình như là hình như là bạn này là bạn trống rồi, có một mình bạn này mái thôi à. Còn hai bạn cá vàng nữa nè mấy bạn. Có vào được không ta? Rồi, khó bắt ghê mấy bạn. Giờ cái hồ này á còn có mấy bạn cá thôi à. Vô đây mấy bạn ơi. Đây, cuối cùng bạn đó cũng vào tay mình rồi nè mấy bạn. Rồi mình sẽ cho bạn đó vào đây luôn nha. Rồi, bây giờ để mình đếm xem tổng cộng có bao nhiêu bạn cá nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bạn cá rồi mấy bạn ơi. Đã ghê luôn nha. Bây giờ mình sẽ thả các bạn cá này ra từ từ nha mấy bạn. Đây. Rồi, hai bạn cá ra rồi nha. Tiếp tục nha. Còn hai bạn này. Hai bạn nữa mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ quả nguyên cái thau luôn. Đã ghê chưa? Các bạn nó đang bơi ra từ từ đó mấy bạn. Wow, dễ thương quá à. Nhìn cái bể hồ. Bây giờ cái hồ của mình lại tiếp tục đầy cá như ban đầu rồi. Bên đây là hồ mấy bạn cá chép nè, hồi nãy nè mấy bạn. Mấy bạn nó bơi dữ rồi ta. Tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mấy ta lên nha.